có trách nhiệm lớn của Tổng Giám đốc Vũ Đình Duy, người tự ý đi nước ngoài vào cuối năm ngoái, vẫn chưa rõ ở đâu. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Phân tỏ đắm PVTech thời hậu Vũ Đình Duy. Bài viết của tác giả Phạm Tuyên được đăng trên trang Tiền Phong. Gánh nặng đầu tư, trả nợ lãi vay, hiệu quả sản xuất thấp, giống như một khối đá tảng nghìn cân đang ngày càng đè nặng lên nhà máy non trẻ, chưa kịp hiện thực hóa các ước vọng trở thành nhà máy cung cấp sơ sợi thay thế nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Những người tiếp quản những ngày này đang phải gồng mình lên tìm mọi con đường, mọi lối thoát cho việc trục vớt con tàu đắm PVTech. Trong khi vị tổng giám đốc cũ là ông Vũ Đình Duy, nhiều ngày nay vẫn bặt vô âm tín với lý do là đi chữa bệnh. Tận mắt thấy nhà máy 7.000 tỷ đắp chiếu, khuôn viên tổ hợp nhà máy sơ sợi Đình Vũ PVTech những ngày này định không có một tiếng ồn của động cơ, tiếng máy chạy. Khách đến làm việc thì bị chặn từ ngoài cổng xa và chỉ được qua cổng khi có sự đồng ý của lãnh đạo nhà máy. Phía bên trong, một không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt bao trùm khi cả khu nhà máy rộng tới 15 hectare trong khuôn viên khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Những bóng công nhân lác đác đi lại trong ánh nắng nhạt, làm vài việc lặt vặt như cắt cọ, dọn dẹp, phun nước rửa đường. Lối vào khu nhà máy, các dây chuyền của nhà máy sơ sợi được quây kín bằng những rào chắn. Chỉ có công nhân, những người mặc đồng phục của công ty mới được ra vào khu vực nhà máy đã đóng cửa. Phía ngoài sân rộng, hai chiếc ô tô chở công nhân vẫn nằm im lìm, khu tòa nhà điều hành vắng người qua lại, bộ ghế da mốc, điểm trắng lỗ chỗ, thứ bàn tay chăm sóc, lau chùi ở góc sảnh lê tân, lại càng tô điểm cho cái sự hư quạnh này. Cũng dễ hiểu, khi chuyện thua lỗ của công ty là tâm điểm đặc biệt thu hút sự quan tâm của báo chí, của dư luận nhiều tháng qua. Nhà máy đã có những thời điểm phải cửa đóng then cài, không tiếp khách với lý do là phải xin ý kiến tập đoàn. Thời thế xoay vần, mọi tính toán không như ban đầu đề ra, dù đã cố gắng lèo lái, nhưng con tàu PVTech đã tả tơi trước áp lực kinh doanh, ngày càng rời xa quỹ đạo vốn được đặt ra ban đầu. Nỗ lực vực dậy nhà máy đã được thể hiện rõ hơn trong một năm qua. Hai đời lãnh đạo công ty đã được thay thế, nhưng cái thực tế nghiệt ngã khiến nhiều cán bộ nòng cốt được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN cử xuống. Dù có cố gắng quyết tâm đến đâu, vẫn không thể đưa nhà máy đi vào hoạt động trở lại. Gánh nặng đầu tư, trả nợ lãi vay, hiệu quả sản xuất thấp, giống như một khối đá tảng hàng ngàn cân đang ngày càng đè nặng lên nhà máy non trẻ chưa kịp thực hiện hóa cái ước vọng. Người đặt nền móng cho việc xây dựng, vận hành nhà máy ban đầu là ông Vũ Đình Duy, giờ đã đi nước ngoài chữa bệnh. Những người tiếp quản trước sự thật không vui vẻ gì, đang phải gồng mình lên tìm mọi con đường, mọi lối thoát, dù chỉ là le lói, để giữ chân người lao động với mòn mỏi đợi chờ nhà máy vận hành trở lại, dù không biết đến bao giờ mới trở thành hiện thực. Trong buổi làm việc với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo công ty, vì lý do tế nhị, đề nghị không nêu tên, cho biết câu chuyện buồn của PVTech trong thời gian qua, báo chí đã nói, đã mổ xẻ quá nhiều. Báo chí càng nói nhiều về tình trạng hoạt động của nhà máy bao nhiêu, thì lại càng làm tăng áp lực lên những người đang làm việc tại công ty bấy nhiêu. Sự buồn bã hiện rõ trên nét mặt của những người mà chúng tôi gặp khi tìm đến để tìm hiểu về tình hình hoạt động của nhà máy. Không buồn làm sao được, khi cả tổ hợp nhà máy vốn được đầu tư tới 7.000 tỷ đồng với kỳ vọng trở thành đầu tàu trong ngành sản xuất sơ sợi lặng lẽ, im lìm đóng cửa cả năm nay. Máy móc thì dừng hoạt động, sản phẩm thì không có, dòng tiền thì bất động với số lỗ lên tới 3.000 tỷ đồng. Tiền trả lãi vay ngân hàng thì tính bằng tiền tỷ và liên tục gia tăng qua mỗi đêm. Số tiền ít ỏi để duy trì bộ máy, trả lương cho công nhân, lãnh đạo, kế toán, hành chính và cả bảo vệ của công ty nhiều tháng qua đã trông chờ vào sự chu cấp của PVN và các cổ đông. Áp lực lớn là vậy, nhưng những người bám trụ cuối cùng với nhà máy vẫn không nản chí, tập trung tìm ra các giải pháp nhằm phục hồi hoạt động. Nhưng áp lực lớn nhất, theo lãnh đạo công ty, là nhà máy dừng hoạt động nhưng vẫn phải chích khấu hao tài sản cố định. Hiện nay, ở Việt Nam không có một nhà máy nào tương tự, nên không có một tổ chức nào có thể hỗ trợ chúng tôi một cách toàn diện được. Khâu tái cơ cấu nhân sự, đào tạo kỹ thuật, quy trình này sẽ phải kéo dài hết tháng 12 tới, lãnh đạo công ty chia sẻ. Lãnh đạo công ty cho biết,
Nhân sự thời đỉnh cao khi mới chuẩn bị bước vào vận hành lên tới cả hàng ngàn người, giờ giảm xuống chỉ còn có 600 người, máy nghỉ, người ngừng làm. Nhiều nhân sự dừng hoạt động cả năm trời nay, người có kinh nghiệm, chất lượng thì bỏ đi tìm công việc khác. Số ít những người tâm huyết còn lại, nhiều tháng qua đã cố gắng tập hợp duy trì, nhằm tìm ra giải pháp giải cứu nhà máy. Những ngày này, công việc chính tại nhà máy chủ yếu là xem xét lại toàn bộ tiêu chuẩn hoạt động, rà soát từng vị trí hoạt động, vận hành của nhà máy để chờ ngày hoạt động trở lại. Việc huấn luyện, đào tạo công nhân vẫn được thực hiện với mục đích sàng lọc nhân viên đủ điều kiện làm việc trong nhà máy. Để giảm bớt khó khăn, công ty đã phải giãn cách thời gian làm việc của công nhân cho một số nghỉ việc không lương. Chúng tôi có chút tiền ít ỏi thì phải trả đúng người, đúng việc để chuẩn bị sẵn sàng cho nhà máy hoạt động. Thời gian vừa qua, nhà máy dừng hoạt động, nhưng chúng tôi không vì thế mà ngừng đào tạo nhân viên, lãnh đạo công ty cho biết. Cũng theo vị lãnh đạo này, đến nay, những tồn tại về mặt kỹ thuật, vận hành nhà máy đã được công ty nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm các giải pháp để khắc phục. Khó khăn lớn nhất đến nay chính là vốn lưu động để vận hành nhà máy. Giải pháp nhà máy tự vận hành cũng gặp khó khăn. Nhà máy thua lỗ chồng chất, vay thêm vốn đã khó. Nếu như rót tiền vào, lại hỏng tiếp, thì ai sẽ chịu trách nhiệm cũng là một bài toán khó giải trong bối cảnh hiện nay. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng chấp thuận cho công ty thực hiện giải pháp tìm đối tác nước ngoài cung cấp nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ vận hành. Nhiều ý kiến cho rằng, thua lỗ như vậy thì để nhà máy phá sản đi, nhưng điều này cũng không dễ dàng, do chưa từng có tiền lệ. Việc này cũng phải có ý kiến của chính phủ, rồi thủ tục thì cũng phải mất vài năm. Nói phá sản thì dễ, nhưng đó lại là việc khó nhất. Về những đồn đoán nhà máy chết do dùng nhiều thiết bị công nghệ Trung Quốc, lãnh đạo công ty khẳng định thiết bị công nghệ của nhà máy được nhiều chuyên gia đánh giá là khá hiện đại, có nguồn gốc phần lớn xuất xứ từ G7. Còn những thiết bị mà báo chí nêu là thiết bị Trung Quốc, thực chất đó là những thiết bị do một hãng sản xuất của Đức có nhà máy sản xuất ở Trung Quốc. Các thiết bị này cũng không phải là dễ mua. Để bảo vệ thiết bị của nhà máy trong tình trạng nguyên vẹn, công ty đã phải liên tục bảo trì, bảo dưỡng thiết bị và cho bọc ni lông toàn bộ các thiết bị điện tử để tránh bị bám bụi, bám bẩn và bị ẩm. Người ra vào khu vực sản xuất cũng bị hạn chế. Loay hoay bài toán giải cứu. Theo lãnh đạo công ty, tiền điện, chi phí phụ trợ để vận hành lại nhà máy vào khoảng 11 đến 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiền để duy trì nhà máy hoạt động mới là vấn đề lớn. Nhiều đối tác ngoại đã đến để tìm hiểu, nhưng rồi họ không quay trở lại nữa. Nhà máy không vận hành, nhưng công nhân vẫn định kỳ vận hành chay các thiết bị để tránh bị võng trục, reset. Thị trường rất lớn, giá cả cũng có thể cạnh tranh được. Chúng tôi cũng nhìn thấy nhiều cơ hội kinh doanh, cung cấp sản phẩm cho chính các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đình Vũ này. Vấn đề chỉ cần máy móc vận hành ổn định được, vị lãnh đạo công ty cho hay, và thừa nhận cái khó hiện nay là mọi giải pháp được đưa ra với nhà máy không ai dám khẳng định chắc chắn 100% là có hiệu quả hay không. Toàn bộ hàng tồn trong kho đến nay đã được bán hết, nguyên liệu cũng chỉ còn ít, không đủ duy trì chạy máy lâu dài. Hơn 80% giá thành sản phẩm nằm trong chi phí nguyên liệu. Nếu chạy máy ra sản phẩm phế liệu hoặc không đạt thì riêng chi phí đầu vào cũng không đủ để bù. Với công suất mấy trăm tấn trên một ngày, chỉ cần sản phẩm làm ra không đảm bảo chất lượng, tiêu tốn hàng trăm ngàn đô mỗi ngày là chuyện bình thường. Nhiều lần nhà máy dừng hoạt động rồi lại chạy lại thì làm sao có lợi nhuận bù đắp chi phí được. Khó khăn khác trong việc giải cứu PVTech là việc nhà máy xây dựng xong nhưng không có chuyên gia ngoại hỗ trợ vận hành để ổn định hoạt động nhà máy. Nhưng cần bao lâu để nhà máy hoạt động ổn định, không hỏng hóc, căn chỉnh chuẩn để có thể sản xuất ra các sản phẩm chất lượng thì khó có thể có câu trả lời. Cứu một con tàu chìm là việc khó, trục vớt một con tàu lên để vận hành trở lại lại càng là một việc khó khăn, lãnh đạo PVTech nói. Chúng tôi rời nhà máy khi ánh nắng trưa chiếu thẳng trên đầu. Khu nhà máy rộng vẫn nằm im lìm, không một chút khói, không một tiếng ồn của máy móc vận hành. Những lãnh đạo, công nhân, bảo vệ nhà máy vẫn tiếp tục lặng lẽ làm những công việc thường ngày như vốn đã làm bao nhiêu tháng qua.
Cô hỏi khi nào nhà máy mới vận hành trở lại, tiếp tục để không hay là cho phá sản, đã đeo đẳng chúng tôi suốt dọc hành trình. Cô trả lời cho nhà máy chết theo kiểu thả đau một lần còn hơn cũng không hề dễ thực hiện. Khi đến nay công trình thậm chí còn chưa hoàn tất việc nghiệm thu, quyết toán. Từ tháng 5 năm 2014, nhà máy sơ sợi Đình Vũ chính thức đi vào hoạt động thương mại. Trong hơn 2 năm sau đó, nhà máy chỉ chính thức vận hành sản xuất được hơn 10 tháng, còn lại là bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa. Đợt vận hành sản xuất của nhà máy gần đây nhất là kéo dài gần 3 tháng và sau đó chính thức dừng hoạt động từ ngày 17 tháng 9 năm 2015. Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, vốn chủ sở hữu đã bị âm lên tới 823,1 tỷ đồng. Số lỗ lũy kế của nhà máy đã hơn 3.008 tỷ đồng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và bình luận. Các bạn nhớ ấn subscribe kênh thông tin 108TV để nhận thêm nhiều tin tức bình luận hơn nữa về hiện tình Việt Nam.